đầu tiên của phần kiến thức thì bây giờ đến phần mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn từ tháng 1. Động tác đầu tiên thì các bạn đứng và chuẩn bị xoa cái chân phải xuống như thế này mình nhé, thử lại nào, ở trên và xuống đây, và tay chống như này. Rồi khi mọi người bắt đầu xuống thì tay sẽ lấy đà vòng lên, sau đó xuống ở đây cho mình. Tiếp theo xoay đầu từ phải qua trái như thế này, đồng thời nhấc chân lên cao, đổi dần dần về chân về dưới như mình nhé, tay vẫn để đây. Sau đó này tiến dần đổi chân về như thế này thì tay của mình sẽ đặt lên ra đây, nhấc chân trái về và đặt chân phải xuống như thế này mình. Rồi về này sẽ lùi về đây nhé. Tiếp theo chân trái vừa ly để cao gót lên nhá. Sau đó này gập phần cổ chân vào, sau đó đá sang ra thẳng. Thì lúc đó nhá, đầu người sẽ nhìn thẳng như này đúng không? Đầu nhìn thẳng, khi chân đá thì mình có phải đó. Còn về phía tay thì mình cứ đặt chân mình cái đầu gối như này thôi, nếp vào này và đào ra. Tiếp theo này không chân trái về, chân phải chống lên như này mình, đồng thời tay đưa lên. Tiếp theo rút tay về, đồng thời đứng lên và sau đó mở chân trái, nhún đưa hông một vòng từ trái sang phải lên. Tiếp theo chắp hai tay này, làm tương tự, đưa tay ra sau như mẹ mình lên đến đây này, chạm được đường tay phải, tay trái và xuống, đi xuống tấn, đầu mở ra sau, tay xuống như đuổi lên mình. Tiếp theo lên đến đây về cái như này, sau đó các tiếp theo người đẩy hông qua nặng đó, đẩy hông qua nặng này mình, được chưa? Đầu tiên thì đẩy hông qua trái, rồi người tay đất xuống, ok. Tiếp theo đẩy hông qua phải, sau đó đẩy hông qua trái, tay lên đầu, hông phải, sau đó hông trái thì bật, thử lại nhé, tay ở đây nhá, hông lên, bật ra, đó, đây này. Không phải, vung lên, bật, đèn, không phải. Sau đó này, người xoay tay một vòng và sau đó thắt cổ bên trái của mình. Rồi thử làm nhá. 8 này, ông qua trái, trước. Tiếp theo, đổi. Tiếp theo, bật. Và xoay hất. Thứ là người có thể cho mình một cái chân lên. Thì là đến phần đếm nhịp. Rồi động tác của chúng ta xong, bây giờ mình sẽ đếm nhịp thật chậm. 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Thu 8. Còn về đây nhé, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đếm nhịp nhanh, mình sẽ lùi ra đây để đếm lưng sang ngoài. 5, 6, 7, 8 và 1, 2,
Rồi, tiếp theo thì đẩy tay phải ra trước. Đổi, đổi, lần lần như thế này. Khi mà đẩy tay phải, đầu sẽ quay hướng ngược lại như thế này. Rồi, thử nhé, đi này. Ai, 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 ai. Đấy, à, à, đó. Rồi nha, thử lại cho mình này. 5, 6, 7. Hất này, đi một lần này. Hai lần này. Ba lần. Và lần xoay 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 tiếp theo mình tám một cái hất tay thẳng lên nhìn kỹ cho mình này tay đang nhẹ không lấy đà ở vai hất thẳng lên như thế này đồng thời xuống tấn và thật đầu ra tiếp theo là nhấc chân trái làm tương tự nhưng mà bây giờ tay phải đẩy lên lần lần như thế này lần lần nhá một lần này hai lần này ba lần và lần ra sau đó là ok, giờ lần mình sẽ làm mình chậm các bạn đoạn thứ hai của đề thứ hai à đề thứ nhất nhá 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4 và 5, 6, 7. Ok. Rồi một lưu ý nhỏ là khi mình làm động tác này. Đây, khi mình đẩy tay ra và lắc đầu này đúng không? Đầu này. Thì bây giờ nhá, người xoay cho mình cái phần vai nữa. Đầu đi đâu thì vai đi hướng đấy. Đây như này. Rồi cộng với không. Like a man, pa, boom, boom, da.